Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest. Cái tâm trạng của rất nhiều anh chị em trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó sẽ đi từ trạng thái tích cực, trạng thái hưng phấn. Sau đó bước sang dần phiên buổi trưa và buổi chiều, cái trạng thái này nó dần chuyển đổi sang hơi hụt hẫng. Và đến tiết viên ngày hôm nay sẽ có nhiều anh chị em rơi từ cái trạng thái hưng phấn sang cái trạng thái hơi buồn chán một chút, hơi thất vọng một chút vì các cổ phiếu mình đang cầm nó chưa tăng trần ngay được, nó chưa thể bước vào cái con sóng ngay được. Nhưng liệu những cổ phiếu của anh chị em có phải là quá xấu hay không? Có phải là nó quay đầu cụt đầu giảm ở cuối phiên là quá xấu hay không? Hay nó chỉ cần test thêm một vài phiên nữa rồi nó lại tiếp tục chính thức nó bước vào cái con sóng tăng giá, và nó sẽ bước vào cái con sóng, và con sóng này thì mình gọi là con sóng chạy nước rút, và sẽ giúp anh chị em mang về cái khoản lợi nhuận, thực hiện hóa được cái khoản lợi nhuận. Thì anh chị em theo dõi chi tiết cái nội dung video hôm nay, mình phân tích, mình chia sẻ với anh chị em về cái diễn biến của thị trường phiên ngày hôm nay, tại sao nó lại diễn ra cái nhịp rung lắc như vậy. Chỉ số thị trường chung đến các cổ phiếu anh chị em đang nắm giữ, đang theo dõi, liệu nó có gặp cái vấn đề gì không trước thềm phiên đáo hạn phái sinh ngày mai thông qua dự thảo về luật đất đai. Thì trước khi chúng ta đi vào cái phần nội dung chi tiết thì anh chị em có thể ấn vào cái nút like và nút subscribe để có thể ủng hộ mình anh chị em nhé. Trong cái diễn biến của cái phiên giao dịch ngày hôm nay, đầu phiên thị trường nó thể hiện một cái sự hưng phấn, một cái sự hưng phấn tích cực. Khi mà có những lúc nó tiến lên sát cái vùng 1.170 điểm. Nhưng đến cuối phiên, do cái phe cung và phe cầu nó không đồng thuận, trước thềm diễn ra cái phiên đáo hạn phái sinh đã dẫn đến cái việc thị trường nó quay đầu điều chỉnh và kết phiên nó giảm nhẹ một chút, nó giảm 0,6 điểm với cái tỷ lệ là 0,05%. Và cái chỉ số phái sinh ở phiên ngày hôm nay nó có những lúc nó tiến tới sát cái vùng 1.180 điểm, nhưng sau đó vào kết phiên thì nó lại quay đầu đóng cửa mức 1.166 điểm. Nó khiến cho cái tâm trạng của nhiều anh em đánh long sọt phái sinh hơi lo ngại một chút. Và kết phiên hôm nay nó thể hiện một cái màn giết long. Những anh chị em mà mua FOMO ở đây thì chắc là đến kết phiên là phải bán, phải tháo chạy hết. Nhưng với cái diễn biến này mình đánh giá là có thể ngày mai nó sẽ rung lắc ở quanh cái vùng 1.160 đến vùng 1.165. Sau đó sang đến cái phiên hậu đáo hạn phái sinh, nó sẽ chính thức nó đi vào cái con sóng. Và con sóng này có thể sẽ giúp cho cái chỉ số phái sinh nó sẽ tiến tới cái vùng 1.200 điểm sớm thôi. Đấy là những cái nhận xét, đấy là những cái đánh giá của mình về thị trường cũng như là chỉ số phái sinh. Và ngay cả cái chỉ số VN-Index cũng vậy. Có thể một vài phiên tới, không loại trừ kịch bản nó sẽ test lại về quanh cái vùng 1.150 điểm. Nó sẽ test lại cái đáy lần thứ hai, lần thứ ba. Sau đó nó sẽ rút chân đi lên, nó sẽ tạo thành một phiên test cung trong ngắn hạn. Khi đó anh em sẽ có một cái điểm mua, và điểm mua này thì mình gọi là cái điểm mua xác nhận, và sẽ giúp anh chị em giải ngân thêm để có một cái vị thế full tỷ trọng với những cổ phiếu anh em yêu thích, có thể là cái nhóm thép, nhóm chứng khoán hay là nhóm bất động sản. Ngày mai mà cái dự thảo về luật đất đai ấy, nó được thông qua theo những cái ý kiến như là Hiệp hội Bất động sản có đề nghị nghiêng về việc giải cứu các doanh nghiệp, các dự án bất động sản ấy, thì thời gian tới các cơ hội của cái nhóm bất động sản nó mang đến cho anh chị em rất nhiều luôn, mà anh chị em có thể tận dụng thao cơ hội để tận dụng luôn anh em nhé. Còn cái sóng mà mình ưu tiên nhất cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn là cái nhóm thép. Cái nhóm cổ phiếu thép thì ở phiên giao dịch ngày hôm qua nó đã có một cái tín hiệu là dấu ấn dòng tiền tham gia rồi. Nó chỉ cần test thêm một vài phiên nữa thôi, nó giống như cái kịch bản mà mình đang ưu tiên như ngày hôm qua nhé. Trước khi thằng Nam Kim nó trần, mình đã vẽ trước cái kịch bản này rồi, là có thể thằng Nam Kim một vài phiên tới nó sẽ rung lắc ở quanh cái vùng đỉnh là vùng 24.5 đến vùng 25. Sau khi rung lắc này ở quanh vùng này khoảng 1 2 tuần đi, hay là khoảng 3 đến 5 phiên, không quan trọng, điểm không quan trọng. Sau đó nó sẽ cho anh chị em một cái tín hiệu xác nhận để tham gia, và khi đó cổ phiếu nó chính thức nó vượt đỉnh. Thì khi nó vượt đỉnh, anh chị em hoàn toàn có thể kỳ vọng là tiến tới vùng 35 36 là chuyện rất bình thường. Anh chị em nhá. Nếu như nó vượt được cái đỉnh thì có thể nó sẽ hoạt động một vài phiên tới, thằng Nam Kim nó sẽ hoạt động giống như là thằng FTS ở giai đoạn này, và ngay cả bản thân những cổ phiếu như FTS trong một vài phiên tới nó cũng có xác suất hoạt động giống như giai đoạn này. Thì có nghĩa là phiên ngày hôm nay nó không tăng trần giống được cái phiên này, nhưng có thể một hai phiên tới ngày mai nó sẽ rung lắc ở quanh cái vùng đóng cửa ngày hôm nay, và ngày kia ở phiên hậu đáo hạn phái sinh
nó sẽ test lại về quanh cái đường EMA9 này. Sau đó đến kết phiên nó đóng cửa mức giá gần như là cao nhất phiên hoặc là nằm trên 2/3 cái thanh ba của cái mức giao dịch, của cái mức giá giao dịch trong phiên, thì nó cũng đạt một cái tín hiệu xác nhận cho những cổ phiếu này nó chuẩn bị bước vào con sóng. Ngày hôm nay thì kết phiên nó tăng 2,7%. Hôm qua thì cũng có rất nhiều anh em mua cùng mình, mua từ trước ATC, mua cùng giá ATC, thì hôm nay đã có một cái khoản lãi định, rất yên tâm rồi. Ngày mai hàng về, quan trọng là ngày mai hàng về, anh chị em đã có một cái vị thế để bảo vệ tài khoản rồi. Nó có rủi ro thì cùng lắm anh chị em bán hòa vốn. Nếu như nó thủng cái đường EMA 20 ngày thì anh chị em cùng lắm anh chị em bán hòa vốn, thì anh chị em không thể lỗ được với những cổ phiếu này. Từ FTS đến HS Hoa Sen hay là đến Nam Kim, gần như anh em không thể lỗ được đến thời điểm hiện tại. Hàng về anh em không, gần như không thể lỗ được. Ngày mai ngày kia là một vài phiên tới nó có đi theo cái kịch bản này này. Đây này, thì mình lưu lại cái này để anh chị em theo dõi. Ngày mai ngày kia mà nó đi theo kịch bản này thì gần như anh em không thể lỗ được. Nó có rung lắc, nó có test lại về quanh cái vùng 24 đi chăng nữa thì anh chị em không thể lỗ được. Lúc mình khuyến nghị anh em hôm qua là vùng 23.8 và thằng Nam Kim và thằng Hoa Sen ở quanh cái vùng 22, thì ngày mai ngày kia nó có test lại vùng này thì cũng lắm anh chị em chỉ hòa vốn thôi. Thì anh chị em làm sao mà lỗ được đúng không? Mà anh chị em mà để cái biên nó rộng một chút thì anh chị em để cái thủng cái vùng vùng giá thấp nhất hôm qua ấy, là cái vùng 21.5, 21.4. Thì nếu như nó thủng vùng này này thì cũng lắm anh em để xuống vùng này anh em bán thì nó có khoảng 3%. Thì nó có gây một cái thiệt hại bất ngờ nào cho anh chị em không? Gần như là không có một cái thiệt hại nào với anh chị em mà đang ngồi vững trên tàu, đang ngồi ấm chỗ trên tàu với những cổ phiếu như thép, như chứng khoán rồi đúng không? Cái vị thế của anh chị em ấy nó hơn rất nhiều so với anh chị em hôm nay mới mua. Đấy là cái vị thế nó rất quan trọng. Cái quan trọng là anh chị em có cái điểm mua nó phù hợp, cái điểm mua đúng ngày. Vì thị trường chúng ta nó vẫn là thị trường T cộng 2,5. Không để anh em bảo hôm nay không mua kịp thì ngày mai mua cũng được. Nếu như anh chị em mua đúng sóng ấy, thì có thể anh em không phải gặp thiệt hại vì rủi ro. Nhưng giả sử nó có một cái thông tin bất lợi nào đấy, ví dụ vừa rồi có tin đồn mà khiến cho thị trường nó gặp bất lợi và nó xảy ra một cái nhịp giảm trong phiên ATC, là nhịp giảm cuối phiên, anh em không kịp xử lý, anh em không kịp bán, là vô hình chung anh em cũng gặp cái bất lợi về ngắn hạn rồi. Đấy là những cái rủi ro khi chúng ta đang giao dịch ở trong một cái thị trường T cộng 2,5. Mua xong phải 2 ngày hôm sau anh chị em mới có một cái thế chủ động xem xét là có bán được cổ phiếu hay không. Nhưng không phải là anh chị em mua ngày nào cũng mua được đâu, không phải là ngày nào cũng có cổ phiếu để mua đâu. Với anh em mà mua, không mua được hôm qua thì có thể phải chờ thêm một vài phiên tới xem nó có test lại vùng 22, 22.1, 22.2 hay không. Sau khi test thành công thì nó có hướng đi lên hay không, nó có cho chúng ta một cái điểm mua gia tăng, một điểm mua mới hay không, thì lúc đó anh chị em mới có thể mua được. Chứ không phải là hôm qua không mua thì hôm nay mua FOMO, mua đầu phiên là vô hình chung anh em cuối phiên anh em mua lỗ nhẹ một chút. Tuy là khoản lỗ nó không nặng nhưng nó sẽ khiến cho anh chị em không thể vui được, vì vừa mua xong cuối phiên nó quay đầu nó giảm, đúng không? Trong khi anh chị em mình mua từ hôm qua rồi, mua đầu phiên hôm qua rồi, hay là nhiều anh chị em còn mua cùng mình từ hôm này, từ cái hôm này 21.5 đây này, thì hôm trước hàng về ở đâu, hôm này này mua ở phiên này này, thì hàng về đến thời điểm hiện tại là đang lãi. Đây là đang lãi khoảng 5-6%. Một cái vị thế rất yên tâm để anh chị em có thể tiếp tục gồng lãi, tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. Nó hơn nhau ở cái vị thế, nó hơn nhau ở cái điểm mua. Nên cái điểm mua nó rất quan trọng để có thể bảo vệ được cái tài khoản của anh chị em, nếu như chẳng may thị trường nó xảy ra rủi ro anh chị em nhé. Còn nhìn chung đến thời điểm hiện tại, mình đánh giá cái xác suất nghiêng về thị trường nó tăng cao hơn. Khả năng trong 1-2 tuần tới thị trường nó sẽ chính thức nó bước vào con sóng, và con sóng này có thể chạy nước rút với nhóm thép là 1, nhóm chứng khoán là 2. Chứng khoán thì có thằng BSI này, cuối phiên nó vẫn giữ được cái sắc tích cực, mà không phải là cổ phiếu nào nó cũng giữ được. Hôm qua thì mình tập trung vào thằng FTS quá nên không mua được thằng BSI, chứ còn hôm qua mà mua được BSI thì ôi trời, hôm nay lãi gọi là lãi lồi mồm luôn, không nhặt được, không nhặt kịp luôn. Vì kết phiên hôm nay thì cổ phiếu này nó vẫn giữ được tích cực vốn có của nó đóng cửa mức giá tăng trần mà không phải cổ phiếu nào cũng làm được. Gần như cả trên thị trường có mỗi thằng này, hay là cả nhóm chứng khoán có mỗi thằng BSI nó tăng được trần, vì cổ phiếu nó nhẹ nên đội tạo lập, đội lái thằng BSI rất dễ luôn. Có thể sau phiên hôm nay, ngày mai ngày kia nó rũ là chuyện rất bình thường, hay là như thằng FTS ngày mai ngày kia nó rũ là chuyện rất bình thường. Nhưng quan trọng là anh em đã có vị thế trước rồi. Ngày mai mà đầu phiên nó tiếp tục nó tăng lên đây này, nhưng mà không có cầu tham gia, anh em có thể chốt lời rồi canh để mua lại cơ. Đấy là đánh ngắn hạn, đấy là đánh lướt, nhưng mà phải giữ lại ít nhất 50% để chẳng may lỡ nó không chỉnh thì anh em không bị mất hàng, không bị mất toàn bộ hàng. Ôi may quá vẫn còn giữ lại 50% hàng.
Hoặc là nếu như nó chỉnh, ôi mày gõ mình bán mất 50%, bây giờ mình cover mua lại. Nếu đấy là cái chính là cái câu chia sẻ của Mark Minervini, một huyền thoại sống đầu tư. Anh chị em nào mà chưa biết về Mark Minervini thì phải tìm ngay đọc được cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán. Ông này ông giao dịch mỗi năm trung bình x đôi, x3, vô địch trên sàn chứng khoán mấy lần, hình như 3 năm liên tiếp luôn. Và cái phương pháp đánh mà mình đang sử dụng từ Mark Minervini mà nó vẫn đang mang lại cái sự hiệu quả nhất định cho mình cũng như anh em đồng hành của mình. Anh em nhé, cái nhóm chứng khoán hay cái nhóm thép, anh chị em nào mà chưa mua được phải kiên nhẫn thêm một vài phiên tới xem nó test lâu không, nó test có sâu không, liệu nó có test lại về quanh cái đường EMA 20 ngày hay không. Theo cái đánh giá của mình ấy, thì có thể nó sẽ test lại về quanh đường EMA 9 ngày thôi, chứ chắc nó về quanh EMA 20 ngày đâu. Vì ở giai đoạn này rất nhiều anh em đang chờ nó test để mua. Cái hay của cái nhóm này nhiều khi nó không test cơ, nó chỉ đi ngang khoảng 1-2 phiên, sau đó thì nó tiếp tục nó bứt phá đi lên, hoặc là nó cứ đi ngang, nó cứ dứ quanh vùng này thôi nên không dám mua. Thấy cái vùng giá của nó chơi vơi và không dám mua. Nhưng mà nó càng đi ngang trong một vài phiên tới, nó càng siết được cái nền giá trong một vài phiên tới thì nó càng đẹp, nó càng mang lại cái sự chắc chắn của cổ phiếu này, và nó thể hiện được cái tính cách của đội tạo lập. Họ đã gom xong hàng, họ đã gom đủ hàng rồi. Phiên hôm nay hay là phiên ngày mai, ngày kia nó có test lại là chuyện rất bình thường. Test lại, test nhẹ nhàng thôi, thanh khoản giảm dần. Thì mình sẽ đánh giá nó tích cực hơn. Anh em nhé, làm team Hòa Phát vậy, Hòa Phát là sắp vào sóng rồi. Hoa Sen vậy, Hoa Sen thì mình ra sóng này thì mình cầm Hoa Sen, mình không cầm Nam Kim. Có một số anh em trong Zoom thì cầm Nam Kim. Nam Kim nó vẫn rất là khỏe, nó vẫn thể hiện được cái tính chất leader của cổ phiếu. Hoa Sen thì nó không kém nhiều đâu. Hoa Sen nền giá của nó, mình thích nền giá của thằng Hoa Sen hơn. Nhưng mà Nam Kim một khi nó lên lên 35, 36 luôn, mà anh chị em mà không mua là lỡ luôn cả con sóng đấy. Hòa Phát, thì mình đánh giá nó có thể nó sẽ lên được cái vùng này, vùng 31, 32. Thì từ cái vùng này mà nó lên được đến đây thì nó phải tăng được khoảng 15, 20%, tăng được khoảng 20%. Khi mà thằng này nó mà tăng 20% thì thằng Nam Kim nó phải tăng được 30, 40%. Nó phải tăng lên đây này. Vì tính điên của phiếu này nó điên hơn. Nó lên đây, nó tăng được khoảng 50%. Lên vùng 35, lên đây mình mới chốt. Nếu như mà một vài phiên tới nó xác nhận vào sóng thì anh chị em nhớ chú ý. Nếu như mà chưa cầm cái nhóm thép thì nhớ chú ý em nhé. Hay là cái nhóm chứng khoán vậy, nhóm chứng khoán thì phải chờ nó test, chờ nó rũ xem. Nếu như không có rũ anh em không mua được đâu. Nhiều anh em sẽ chắc chắn là sẽ có nhiều anh em mua FOMO ngày hôm nay, nhưng giả sử hàng về nó mà rũ ấy thì anh em sẽ gặp thiệt hại trong ngắn hạn. Mình sẽ chờ hàng hàng về của thằng BI nó rũ, xem nó có cái tín hiệu để anh chị em tham gia hay không thì khi đó mới mua được. Hay là thằng FTS ấy, xem một vài phiên tới nó có hoạt động giống như trong quá khứ của chính nó hay không, nó giống giai đoạn này hay không. Thì phiên ngày nay bản chất thằng FTS nó gặp cái vùng đỉnh cũ ở hồi tháng 10 năm ngoái nên cuối phiên nó quay đầu nó chuyện rất bình thường. Cái điều này chúng ta có thể tự đánh giá được, không phải đi hỏi ai đâu. Là tại sao hôm nay FTS nó yếu thế, tại sao cuối phiên nó không giữ được cái mức giá tăng trần giống như thằng BSI. Vì đây vì sao, vì thằng BSI nó vượt qua cái vùng đỉnh mọi thời đại của nó. Nên nó vượt qua cả cái vùng đỉnh hồi tháng 11 năm ngoái luôn. Anh em thấy nó khỏe không? Nó rất khỏe luôn. Trong khi đấy thằng BSI, thằng FTS nó gặp ngay vùng cản hồi tháng 10 năm ngoái này. Hay là hồi tháng 11 năm 2021 này. Nên thằng FTS nó sẽ yếu hơn. Nên thằng CDS vậy, bản chất nó không khác gì nhau đâu. Nhưng quan trọng ở đây này, quan trọng là sau một vài phiên tới ấy, cái nhóm này nó mà rũ xong ấy. Thế AI này, AI thì hôm qua mình có chia sẻ với anh em là nó giống với thằng VND ở giai đoạn hồi tháng, về bản chất ấy, nó không khác nhiều so với những phiên này đâu. Thì có thể một hai phiên tới ấy, nó sẽ xuất hiện một cái nhịp rũ, và nhịp rũ này sẽ khiến cho cổ phiếu nó gãy, nó thủng đường EMA 50 ngày. Khi đó sẽ nhiều anh chị em đang bám víu cái đường EMA 50 ngày này thì sẽ mang cổ phiếu ra để cắt lỗ, sẽ bán hết toàn bộ như thế. Sau khi anh chị em cắt xong, sau khi anh chị em bán xong, nó hồi phục, nó rút chân đi lên, nó bám theo cái vùng biên mỏng với mây này, rồi nó vượt qua cái vùng mây và nó cũng vượt lại qua cái đường EMA 50 ngày, thì khi đó nó sẽ chính là cái tín hiệu xác nhận. Và cái, nếu như kịch bản nó là xảy ra thì có thể anh chị em sẽ cần phải chờ thêm khoảng 5 đến 7 phiên tới thì lúc đó cái sóng chứng khoán nó mới chính thức nó vào con sóng. Và con sóng này thì mình vẫn đang kỳ vọng là sẽ xuất hiện một con sóng chạy nước rút của nhóm chứng khoán. Khi mà con sóng chạy nước rút của nhóm này nó đến ấy thì cái chuyện mà thị trường tiến tới vùng 1.200 hay là 1.250 là câu chuyện sớm hay muộn nó xảy ra thôi anh em nhá. Nên những cổ phiếu này anh em vẫn phải bám sát, cực kỳ bám sát chặt chẽ luôn, để trong một vài phiên tới nếu như nó có tín hiệu xác nhận, anh chị em nào mà chưa có hàng thì vẫn còn cơ hội để cho em tham gia. Còn anh chị em nào mà mới mua lấy trước vị thế thì nhớ để dồn tỷ trọng và lấy nốt vị thế cổ phiếu đang theo dõi anh em nhé.
Đấy là cái nhóm chứng khoán và cái nhóm thép. Còn nhóm bất động sản thì mình chỉ ưu tiên thằng đích và thằng đất xanh thôi. Nhưng mà những cổ phiếu thì nó yếu hơn so với những cổ phiếu chứng khoán và nhóm thép. Nên anh chị em nào mà có yêu thích những cổ phiếu này này, chỉ nên lấy tỷ trọng một phần thôi, đừng nên cầm nhiều quá. Nên ưu tiên vốn nhất vào cái nhóm thép, sau đó là chứng khoán, còn lại thì mới nghĩ đến, lúc đầu mình nghĩ đến cái nhóm bất động sản anh em nhé. Còn Novaland thì liên quan đến anh khế chua khế ngọt, nên khiến cho cổ phiếu này hôm nay nó giảm khá rát, vì nó liên quan đến cái dự án Rivergate, nó khiến cho cổ phiếu này hôm nay bị bán khá rát. Trước giờ thì mình cũng không yêu thích thằng Novaland gì rồi, trước giờ thì không ưa, nhìn đến mặt thằng này ghét rồi. Em đây cũng là điều rất may mắn, nên không anh chị em nào bị vướng phải thằng này. Nhiều anh em sẽ muốn tham gia mua bất đấy, nhưng về bản chất thằng này nó hoạt động chả khác gì nó gãy ở những phiên vừa qua đâu. Nó giảm gãy kênh một phát, rồi sau đó nó đi ngang khoảng một vài phiên, sau khi ngang một vài phiên thì nó tiếp tục cái nhịp giảm số 2 của nó. Thì thằng Novaland hiện tại đang bước vào nhịp giảm số 2 này, đây nó giảm gãy kênh từ giai đoạn này cơ, sau đó tạo một cái nền giá kênh dưới. Sau khi xuất hiện một cái nền giá kênh dưới rồi nó lừa nhà đầu tư một phiên này, một phiên dòng tiền tham gia này, thanh khoản lớn này, giá đầu phiên tăng mạnh này, nhưng mà cuối phiên chững lại này, thì sau đó thì nó bước vào nhịp giảm số 2. Và với những cổ phiếu này nó có thể nó xuất hiện cái nhịp giảm số 3 cơ, có thể nó sẽ test lại hẳn vùng 14 15 cơ, không biết được đâu. Còn anh em nào mà đang quan tâm cái nhóm ngân hàng ấy, có thể phải chờ thêm khoảng 2 3 tháng nữa. Hôm trước thì có rất nhiều anh em đầu tư vào nhóm ngân hàng với kỳ vọng trung hạn, với kỳ vọng là dài hạn rồi phải cầm hết năm 2024. Như anh em thử để theo dõi lại cái đánh giá hôm đó với hôm nay xem, đến thời điểm hiện tại là bán hết cổ phiếu rồi. Ôi, và lúc mua thì kỳ vọng trung hạn, có phải cầm 5 tháng, 6 tháng, nhưng mà mới cầm được khoảng 3, 4 phiên bán hết rồi. Nên cái tư duy khi mua và cái quyết định khi bán nó đang mâu thuẫn với nhau. Có thể vẫn sẽ giúp anh chị em mang về lợi nhuận, nhưng nếu như anh chị em mà không hiểu bản chất ấy, sẽ có một vài lần anh chị em mắc sai lầm, mắc sai sót, và khi đó nó sẽ gây đến thiệt hại cái tài khoản đến anh chị em. Còn theo cái đánh giá của mình thì với những cổ phiếu như Techcombank vùng này mình không bao giờ khuyến nghị anh em mua. Mình khuyến nghị mua là mua từ đây này, mua từ vùng 30.5 31 này. Lên đây thì mình vừa mới bảo anh em chốt xong, chốt quanh vùng 34.5 đến vùng 35 này. Thì hôm nay nó đã vượt lên đâu? Nó từ vùng này, từ mấy hôm nay rồi, từ 5 6 hôm nay rồi. Thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang dao động ở quanh vùng này. Có thể một vài phiên tới nó tiếp tục nó giật phát lên nữa, nó kéo dướn lên phát nữa, sau đó nó mới chỉnh. Mình thiên về kịch bản nó chỉnh. Những cổ phiếu này thì có thể chỉnh về vùng 31 đến vùng 32. Nó tái tích lũy ở vùng này này, nó giống thằng MBB ở giai đoạn này, này anh em. Đây này. Thì cái thằng Techcombank ấy nó đang giống nhịp này của thằng MBB, thì có thể nó phải chờ thêm khoảng 2 3 tháng nữa. Lúc đó anh em tha hồ cơ hội tham gia luôn. Nó mà xây một cái nền giá tái tích lũy ở đây thì anh em thời gian tới nhớ chú ý thằng Techcombank, CASA lớn nhất trên thị trường. Nhưng mà nó dành cho giai đoạn sau, cho cái nhịp sau. Nhịp này không dành cho anh chị em. Nên thời gian tới anh chị em có rất nhiều cơ hội để thực hiện hóa nó, biến nó thành những khoản lợi nhuận, để kỳ vọng cái con sóng chạy nước rút với nhóm thép là một, nhóm chứng khoán là hai, và sau khi cái nhóm này kết thúc có thể lúc đó cái nhóm ngân hàng nó mới tiếp tục đi lên được. Mình vẫn bảo lưu cái quan điểm là có thể 1 2 tuần tới anh chị em để ý, trên khắp diễn đàn đâu đâu thì nhắc tới thép, đâu đâu thì nhắc tới chứng khoán. Mà mới phiên ngày hôm qua, phiên ngày hôm nay thôi, mình thấy trên diễn đàn bắt đầu nhắc đến nhóm thép, nhóm chứng khoán nhiều rồi. Nhưng anh chị em mà để ý những cái video mình phân tích gần đây, những siêu cổ phiếu sắp lộ diện này, ba siêu cổ phiếu nó sắp vào sóng này, ba siêu cổ phiếu này là mình nhắc đến, thứ nhất là thằng BSI này, thứ hai là thằng STS này, thứ ba hình như thằng Hoa Sen, thằng Nam Kim này. Anh chị em thử theo dõi lại cái video này mà xem nhé. Và cái video này rất nhiều anh chị em tiếp cận được, rất nhiều anh chị em đã mua được, đã ngồi ấm tàu, đã ngồi ấm thuyền để chờ con thuyền nó ra khơi, để chờ con tàu nó về đích rồi. Nên anh chị em mà chưa kịp mua thì phải bám sát, thứ nhất là bám sát những cái video mình phân tích, mình chia sẻ, thứ hai là bám sát những cổ phiếu này này. Và nếu như anh chị em chưa biết điểm mua như nào để nó an toàn nhất, cái phương pháp đánh là gì, khi nào nên mua và khi nào không nên mua, nên tối ưu cái tỷ trọng, nên phân bổ cái tỷ trọng danh mục ra sao, thì có thể inbox cho mình hoặc là thực hiện theo cái hướng dẫn trên màn hình để về đồng hành của mình, về làm khách hàng của mình. Mình sẽ hướng dẫn anh chị em từ từ, dẫn dắt anh chị em từ từ để làm sao giúp được anh chị em ít nhất là phải mang về lợi nhuận đã, và giúp anh chị em hiểu được cái cách đánh, hiểu cái cách vận hành của thị trường, cái cách vận hành của các cổ phiếu,
các đặc điểm của siêu cổ phiếu anh chị em nhé, để có thể giúp anh chị em dần dần anh chị em có thể tự đánh được khi đầu tư trên thị trường anh chị em nhé. Anh chị em theo dõi video đến giờ này thì nhớ ấn vào cái nút like và nút subscribe kênh để khi mình đăng tải những cái nội dung chia sẻ mới nhất, anh chị em là người đầu tiên nhận được cái thông báo này để chuẩn bị giải ngân, để chuẩn bị cho cái con sóng sắp tới nếu như anh chị em chưa kịp tham gia anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.